Chào chị. Dạ. Chị tên họ là gì? Em là Nguyễn Thị Đèo. Nguyễn Thị Đèo. Chị bị bệnh gì? Dạ, bị suy thận mãn tính. Dạ. Bao lâu rồi chị Đèo? Dạ 4 năm rồi. Hồi đó chị chưa bệnh là chị bao nhiêu kg? Dạ 50 kg. Bây giờ? Bây giờ còn có 40 à. Dạ. Thì hôm nay Thịnh thì cũng không có gì nhiều hơn. Chị chỉ có 20 kg gạo với 200 ngàn gửi tặng cho chị có ăn uống gì đó. Dạ. Vậy đó nha chị Đèo. 200 thôi. Dạ. Bắt đầu nó biến chứng nè. Quê của chị ở đâu? À, An Hòa, xã An Khánh ha. Xã An Khánh. Huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ha. Dạ. Chào bà, chào anh, rồi mấy cháu nha. Anh nói cho rành đó là địa chỉ mình ở đây, anh tên là gì? Tôi nghe tên Lưu Văn Bìa. Rồi. Tổ 14, ấp Văn Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Dạ, cái số nhà đây ha. 641. Dạ. Anh Địa là được mấy người con? Hai thằng trai. Đây hả? Dạ. Con học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp 6. Đồ đẹp trai quá nha. Con học lớp mấy? Dạ, con học lớp 9. 9 hả? Anh Địa là bao nhiêu tuổi? 47 tuổi. 47. Rồi chị Địa? Dạ, em 44. 44. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Đèo. Nguyễn Thị Đèo. Dạ. Chị bệnh gì mà? Bệnh suy thận mãn tính 5 năm rồi. Dạ. Nó biến chứng qua tim rồi với qua phổi nữa. Mà bây giờ em đang điều trị tại bệnh viện phường 9 Yên Đông á. Dạ. Thì cách mấy ngày là phải dạ, đi chạy thận? Cách chỉ một ngày, em đi chạy thận một ngày. Cách ngày chạy ngày. Rồi chị nói chị tên gì tôi quên rồi. Nguyễn Thị Đèo. Chị Đèo, như vậy là mỗi lần đi chạy thận và ai đi theo nuôi chị? Dạ không, đi một mình, không còn đi xe ôm, cả đi mằng rồi không có ai nuôi được hết. Còn nếu mệt thì phải ông đi theo ha? Dạ, bữa nào mệt thì nghỉ, điện thoại thì ông chạy xuống. Như vậy là mỗi lần mà chị Đèo mà đi chạy thận thì anh cũng không có làm ăn gì được? Dạ không có làm được chứ. Dạ. Bỏ ăn thì làm thì lo. Nhà mình thì thấy cũng tươm tất mà anh Địa. Mấy ông anh không cho chứ nhà đâu có điều kiện để lo đâu. Dạ. Mấy ông anh coi như là cho hết, còn bỏ hết trơn. Rồi nhà mình thuộc sổ hộ nghèo không? Lúc trước có hộ nghèo rồi mấy ông cho tiền rồi làm rồi phải rút lại còn cận nghèo rồi. Dạ. Thì ở đây là bà bác ở đây là sao với anh? Bà già cũ. Dạ. Bà muốn lẫn rồi. Rồi hai cháu này, đứa thì lớp 6 hả? Dạ. Đứa thì lớp 9. Đang ăn không? Thì trên đây thì Thịnh
chỉ có một cái phần 20 kg gạo, bị hai cháu nó đang sức ăn này nè, thì mời 21 gì đó anh rảnh anh chạy xuống chỗ tôi, chỗ kho chứa gạo của tôi đó, để nó lấy giùm 20 kg. Tại vì mình nãy là đi, là trước khi đi là cũng trời mưa gió đó anh đầy đi. Anh đầy phải không? Đi. Đó thì trước mắt thì 20 kg gạo theo cái lời mà giới thiệu của anh chính ca cổ á. Đó thì gửi cho gia đình anh vậy đi, trước mắt là giúp vậy đi. Rồi trên đây á thì mình cũng nói lên cái hoàn cảnh của chị Đèo hả? Rồi cho ai mà có thấy cái đồng cảm tới cái địa chỉ này thì tới đây có giúp thì giúp. Thì anh nói lại cái địa chỉ của anh cho rõ với số điện thoại của anh luôn. Tổ 14, số nhà 641, ấp Văn Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại 0326 973738. Gặp ai? Gặp Lưu Văn Địa. Rồi Lưu Văn Địa. Dạ. Đó thì trước mắt thì gia đình chỉ có, mình chỉ có gửi tặng cho anh 20 kg gạo thôi. Dạ. Tại vì có hai đứa cháu này đang sức ăn nè. Này ăn chắc lần hai tô á, phải không? Đang sức ăn nè. Này cũng vậy nè, lớp 9 đó nè. Đó thì chị Đèo hồi đó là bao nhiêu ký lô mà bây giờ là bao nhiêu ký lô? Còn có 40 ký lô, mà hồi đó 50, bây giờ chạy tận bệnh xuống chứ còn có 40. Thì đó thì cũng chia sẻ một cái hoàn cảnh vậy thôi, chứ ngoài ra thì Thịnh cũng không có cái gì nhiều hơn. Dạ. Con cũng cảm ơn bác nha. Rồi nghĩ là tới đây rồi cũng xin tạm dừng nha anh Đệ. Dạ bà muốn nói gì? Cảm ơn chú. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 77. Dạ. Tuổi tức, tuổi chó. Dạ, như là má. Má của anh Địa, má anh Địa. Vậy thôi tới đây xin được tạm dừng nha. Dạ mấy đứa. Dạ cảm ơn. Dạ.